Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung Thu tối qua, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu nhi, trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Khoái Châu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, động viên thăm hỏi và chúc các cháu đón Tết Trung Thu thật đầm ấm, vui tươi bên bạn bè, gia đình và thầy cô. Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu là nơi nuôi dạy trẻ đặc thù của tỉnh với gần 300 đối tượng là các cháu khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Phần lớn đời sống tinh thần vật chất của các em chưa được cải thiện và ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, hòa nhập cộng đồng. Đây là những đối tượng thiệt thòi hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Do đó, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các mạnh thường quân chia sẻ giúp đỡ với tinh thần tương thân tương ái nhằm xóa đi mặc cảm tự ti của các em.